Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm khắp từ khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ xuống tới Trung Bộ. Ngay từ sáng thì trời đã ít mây, trong xanh. Báo hiệu hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh và nóng bức trên cả hai khu vực này. Càng gần đến trưa thì cường độ nắng sẽ càng lúc càng gay gắt hơn. Bầu không khí nóng lên rõ rệt khi mà dự báo mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều nay ở hàng loạt các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ tăng nhanh lên mức là 35-36 độ. Riêng tại khu vực thủ đô Hà Nội hay là Hòa Bình tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng khi dự báo mức nhiệt cao nhất sẽ lên tới ngưỡng là 39 độ, ngưỡng nắng nóng gay gắt. Cả miền Bắc chỉ có khu vực Lai Châu, Điện Biên là có nền nhiệt duy trì ở mức dễ chịu, tức là từ 32-34 độ. Nhưng lưu ý về chiều và tối, khu vực Lai Châu, Điện Biên và một số tỉnh vùng núi khác khả năng là hình thành mây dông nhiệt gây mưa rào và dông. Quý vị cần lưu ý đề phòng. Ở miền Trung, suốt từ khu vực Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên, trời vẫn nắng nóng gay gắt không một gợn mây, khiến cho nắng chiếu thẳng xuống mặt đất suốt 12 tiếng trong ngày. Mức nhiệt cao nhất chiều nay dao động từ 36-38 độ. Một số điểm vùng núi phía Tây như là Tương Dương, Hương Khê hay Đông Hà thì nhiệt độ còn tăng lên mức là trên 39 độ. Theo dự báo, nắng nóng ở khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Sơn La, Hòa Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 24 tháng 8. Còn tại Trung Bộ thì nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn nhiều ngày, chưa có dấu hiệu dừng lại, ít nhất là cho đến cuối tháng 8 này. Lùi xuống phía Nam. Những ngày này, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh, vì thế mà mưa ở cả hai khu vực phía Nam cũng duy trì cường độ mạnh và diện rộng vào thời điểm chiều tối. Do mưa nhiều nên nhiệt độ hôm nay ở các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, không nơi nào vượt quá ngưỡng là 33 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động biển. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam ở mức cấp 4. Đến chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa.